Ngoài những thế mạnh về tin tức thời sự chính thống hay các chương trình văn hóa thể thao giải trí đặc sắc, phóng sự điều tra luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của khán giả xem truyền hình. Phóng viên Liên Liên của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những người có nhiều loạt bài điều tra gây tiếng vang như pha chế xăng dầu trái phép, nạn bảo kê ở chợ Long Biên hay mới đây nhất là vụ phá rừng quy mô lớn tại Kon Tum. Trong lĩnh vực báo chí thì riêng làm điều tra đã là khó rồi, nhưng đối với điều tra trong truyền hình thì lại còn khó nhất, bởi vì những yêu cầu về bằng chứng, những căn cứ thì là phải có hình ảnh. Có thể là với những loại hình báo chí khác chúng ta có thể dùng bản ghi âm, chụp ảnh, nhưng mà với truyền hình thì bắt buộc là phải có hình ảnh căn cứ để làm sao khán giả xem có thể thấy, làm sao phải thuyết phục nhất. Các loại hình báo chí khác thì người khán giả sẽ phải đọc và hình dung, mà mất thời gian để hình dung là chuyển thể sang là cái câu chuyện, những cái vấn đề của nhà báo truyền tải tới khán giả như thế nào. Nhưng đối với báo hình thì vì nó hình ảnh nên dễ khiến thu hút, có sức hấp dẫn riêng. Đối với các loại hình báo chí khác là khán giả sẽ quan tâm hơn và thích xem hơn thì khó, nhưng ngược lại, bù lại là có những cái hình ảnh và dễ khiến tạo ra những cái hiệu ứng xã hội, mang lại những cái điều có ích cho cuộc sống. Làm phóng viên điều tra tức là đi vào những mặt tối của xã hội. Vì vậy, phóng viên Liên Liên và cộng sự của mình luôn trong tình trạng bị những nguy hiểm rình rập. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, họ chưa bao giờ dừng lại trên con đường tìm ra sự thật. Để bắt đầu với một phóng viên mà theo dõi một cái lĩnh vực khá là nhạy cảm, thì thời gian đầu tiên ai cũng sẽ phải trải qua những cung bậc cảm xúc. Chúng ta có tố chất nhưng mà phải rèn luyện. Làm điều tra mà không có tố chất thì khó có thể theo được một cách lâu dài. Nhưng mà chúng ta có tố chất rồi mà không có rèn luyện thì cũng không thể có những cái kinh nghiệm xử lý tình huống mà chẳng có sách vở nào có thể hướng dẫn chúng ta cả. Bởi vì nó là sự va chạm. Mỗi lần một va chạm một đề tài, chúng ta lại rút ra cho mình những bài học khác nhau. Thời gian đầu tôi chịu áp lực không quen. 1-2 năm đầu làm mà tôi có khi là bị đe dọa là tôi sợ hãi, tôi khóc. Thậm chí là tôi phải mua thuốc an thần để ngủ hàng tuần liền. Mỗi lần mà thấy cái tin nhắn, nhận tin nhắn đe dọa là tôi sợ lắm, lo lắng. Hoặc là nghe cái điện thoại là mình cũng mất ăn mất ngủ. Kiểu là mình sẽ chịu những cái áp lực này. Đôi lúc mình có cảm giác như mình không thể tiếp tục được. Nhưng dần dần nó quen dần. Mình quen với việc là khi nhận những tin nhắn như thế, những cuộc điện thoại như thế thì mình xử lý cái gì tiếp theo. Mình đánh giá tình huống như thế nào. Và bây giờ khi nhiều năm có kinh nghiệm rồi thì bản thân khi mỗi một đề tài mình triển khai là mình đã dự liệu rằng những đối tượng mà mình điều tra liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào thì sau khi phát sóng, những tư liệu, bằng chứng, chứng cứ của mình đưa lên ảnh hưởng như thế nào đến họ và họ có thể làm gì tiếp theo đối với mình. Theo đuổi một trong những công việc khó nhất của nghề báo cũng như truyền hình, nhưng với phóng viên Liên Liên, việc được bảo vệ lẽ phải, phụng sự khán giả luôn là niềm vinh dự cũng như hạnh phúc của chị. Càng ngày thì tôi có cảm nhận rằng là khán giả, người dân yêu quý mình nhiều hơn, ủng hộ mình nhiều hơn. Có đôi lúc mình cũng rơi vào một cái cảm giác là thất vọng khi mà cái việc mình nêu ra chưa được xử lý một cách triệt để, hoặc là nó khó khăn bằng áp lực khác, mình cũng đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra thì tôi cũng nhận được rất nhiều cái bức thư tay những người dân đơn thuần thôi. Họ ngồi viết thư tay ghi rõ là chỉ bày tỏ cái sự ủng hộ đối với mình thôi. Nội dung bức thư chỉ duy nhất như thế, chứ không hề có một cái việc là tôi phản ánh điều này và vì sao mà tôi ủng hộ chị. Thì thực ra đấy là những cái niềm hạnh phúc của nghề báo. Đôi lúc khó khăn, vất vả, mệt mỏi, nhưng bù lại thì mình lại có sự ủng hộ của người dân. Và có một điều mà tôi muốn chia sẻ rằng là gì? Có những người hỏi tôi rằng lộ mặt rồi, nhiều người biết đến như mình như thế, càng ngày thì cái sự xuất hiện của mình đương nhiên là nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là khán giả biết đến mình cũng nhiều hơn. Đi ra ngoài đường có sợ không? Có sợ bị là gặp người nọ người kia, người ta làm gì mình không? Thì tôi thường trả lời một câu rằng là tôi tin rằng những người gặp tôi ở ngoài, xung quanh tôi sẽ có nhiều người bảo vệ tôi hơn là những người muốn hại tôi.